Xin chào mọi người, mình lại quay trở lại đây. Bữa nay thì bắt đầu sẽ hơi khác với những video trước ha. Tại vì mình có một cái muốn khoe với mọi người đây. Trên tay mình đang là một cái món đồ mà bữa nay mình đi chơi mình sẽ mang theo nha. Còn món đồ này là gì á thì đi theo mình sẽ cho mọi người xem cái này là gì nha. Rồi, đây là cái thùng đồ gấp gọn mọi người. Cái này là có dung tích là 30 lít ha. Thì mọi người cũng theo dõi kênh mình á, mình rất thích là đi dạng cắm trại nên bây giờ mình đang tìm hiểu những cái món đồ về cắm trại mọi người. Và mình nghĩ là cái này á, những ai mà thích đi du lịch á cũng sẽ cần nè. Nên bữa nay mà sẵn mình có chuyến đi thì mình review luôn cho mọi người cái thùng này nha. Mình mới mua, mình mới lấy về luôn. Với cái thùng này khi mình chưa dùng thì nó sẽ gọn như thế này nè mọi người. Mình cần xài thì mình chỉ cần lấy cái nắp ra, mình mở hai bên này lên, gắn vô thôi. Rất là đơn giản là thành một cái thùng rồi. Và đặc biệt á là cái nắp này mình đậy lên đó mọi người. Mình sẽ có hai cái gà quay gà vô vậy nè. Rất là tiện luôn. Và nó sẽ kín á, sẽ rất là khó bị đổ đồ bên trong. Nhưng mà cái quan trọng mình muốn nói với mọi người là bữa nay mình sẽ bỏ đá vô cái thùng này. Để bỏ đá vô được mình sẽ cần trợ giúp của một cái túi chống nước nha mọi người. Và đây là cái túi chống nước nè. Mình sẽ đặt vào đây. Thì cái túi này nó sẽ đi chung với cái thùng luôn ha. Và mình đã có một cái chỗ để đựng đá và đựng nước rồi nè. Giờ mình sẽ bỏ đá vô trong đây. Vô đây. Rồi. Mình có một cái thùng đá và bỏ nước vô trong đây uống rồi mọi người. Rất là tiện luôn ha. Thì nếu mà mình không bỏ đá thì mình có thể lấy cái túi này ra nè. Mình chỉ cần để đồ của mình bên trong là được. Giờ mình sẽ đóng lại, gài nó lại luôn. Đó. Vậy là mình đã có một cái thùng đựng đá và nước rồi. Bây giờ thì mình đã chuẩn bị xong rồi. Mình sẽ để nó vào trong cốp xe nha mọi người. Tới cái trạm dừng chân mình sẽ mở ra để xem trong đây nước đá nó tan như thế nào nha. Và nó có giữ được lạnh nhiều hay không ha. Ok, đây. Thùng mình để khá là gọn. Cái bàn trên là nó được làm bằng gỗ á mọi người. Nên rất là chắc chắn ha. Mình thùng cũng rất là chắc chắn luôn. Bây giờ thì mình yên tâm mình để đây ha. Rồi mọi người, mình tới trạm dừng chân rồi. Là nãy giờ đi được tầm tiếng hơn đúng không? Mở ra xem coi trong đây nước nó chảy ha. Rồi, cái bao thì nó có nhiệm vụ là chấm thấm thôi. Nó sẽ không có giữ nhiệt quá. Nên là hiện tại là trong đây mình thấy nước nè. Nước cũng hơi nhiều rồi đó, nó cũng tan nhiều rồi. Và mình cũng có nước lạnh để uống rồi. Thấy cũng ok nha mọi người. Mình thấy cái này khá là tiện. Nếu mà mình không để nước thì mình có thể để những cái đồ dùng khác. Ví dụ như sắp tới mình sẽ mua mấy cái đồ mà nấu ăn rồi đi cắm trại đồ đó, mình có thể bỏ vô cái thùng này. Mình thì đang ở trạm dừng chân Bách Việt mọi người. Cái chỗ mà lần trước mình có review rồi. Bữa nay đông ghê luôn. Rất rất là đông luôn nha. Mà hôm nay mới là thứ 6 thôi à. Thứ 6. Ngày mai mới thứ 7 chủ nhật. Mà bữa thứ 6 này đã đông như vậy rồi. Chắc là người ta tranh thủ đi chơi trước khi là vô năm học á mọi người. Mình rất là thích món bún bò ở đây mà giờ nó hết luôn rồi mọi người. Gạch gạch quá trời nè. Giờ chỉ còn có thể ăn hủ tiếu thôi. Trước khi ăn hủ tiếu sẽ làm nhẹ một cái bánh cam nè. Thơm, nóng nó giòn lắm luôn á. Nóng quá. Ngon. Rồi và đây là tô hủ tiếu Nam Vang. Đây. Nhìn cái sợi hủ tiếu á, mình thích cái sợi này nè mọi người. Nó sẽ có vẻ là nó sẽ hơi dai dai. Đây có thịt ha. Rồi lưỡi heo. Trứng cút à, một tô hủ tiếu Nam Giang như vậy nha. Có tôm nữa nha. Rồi bây giờ mình thưởng thức thôi. Có bụng quá, sáng giờ chưa ăn gì luôn mọi người. Ngon, cái sợi hủ tiếu nó dai dai, mềm mềm, nước dùng rất là vừa ăn luôn á. Ngọt thanh mọi người. Có thêm ớt cay cay nữa, rất là ngon. Mọi người mà có đi trạm dừng chân thì có thể ăn sáng ở đây ha. Ok thì quay trở lại với chuyến đi của chúng ta ngày hôm nay. Bữa nay mình lại đi Vũng Tàu nha mọi người. Thật ra là mình có công việc á nên mình ra đây chơi rồi mình review luôn cho mọi người.
Thì hôm nay mình đã kiếm một cái khách sạn á, nằm ở trên đường Hạ Long, đối diện với bến tàu cao tốc Sài Gòn Vũng Tàu á mọi người. Cũng thuộc là trung tâm luôn rồi. Và cái khách sạn này giữa tuần thì có giá tầm khoảng 550 cho một đêm thôi. Cũng khá là rẻ và khách sạn còn mới luôn nha. Nên là bữa nay sẵn dịp có công việc là mình đi và mình sẽ review luôn cho mọi người biết thêm một cái khách sạn mới nha. Bây giờ mình đã về tới khách sạn, bên kia là cái chỗ bến tàu cao tốc Sài Gòn Vũng Tàu nè mọi người. Và cái khách sạn của mình thì nằm đối diện, có tên là Hafi Baltic Hotel nha mọi người. Ở đây là phía trước của khách sạn nè, rất là rộng rãi. Mà mình nhớ là ở đây người ta buổi tối người ta làm cà phê hay sao á, xe của khách thì để đây luôn. Xe hơi thì mình có thể đậu phía trước nè, hoặc là bên kia đường nó có những cái ô kẻ sẵn cho xe hơi á đó, mình cứ đậu đó thôi mọi người. Cái thủ tục nhận phòng cũng rất là nhanh gọn, vô đưa chứng minh nhân dân chụp hình lại lấy chìa khóa phòng thêm lên thôi mọi người. Phòng của mình thì ở tầng 2 đây, đây là 1 nè, những cái thiết kế cũng dễ thương á. Đây thì chỉ có 2 lầu thôi, và 1 lầu thì mình thấy cũng được khoảng 6 phòng. Trên đây có một cái khoảng không để ngồi nè. À, cho khách ngồi ngoài đây chơi ngắm biển cũng được nè mọi người. Bây giờ thì còn hơi nắng, cũng đẹp ha. Cái khung cửa này trống, không có để kiến nha mọi người, nên là hưởng gió hưởng nắng trực tiếp từ ngoài chiếu vô luôn á. Cũng ok ha. À, mình nếu mà mình có ăn uống nhẹ nhẹ thì mình cũng thể lên đây ngồi ăn nè. Đây là phòng của mình. Ôi rất là rộng rãi nha, rộng lắm. Phòng của mình thì không có view gì hết mọi người, nhưng mà được cái ô cửa sổ lớn như vậy nên nó cũng thoáng, sáng sủa. Đây không gian cái phòng của mình nè, rộng rãi lắm. Cái phòng này giá là 550, 500-550 cho giữa tuần thôi. Đây mình có quạt, có tivi, có ghế ngồi. Cái bàn bên này thì có dép nè, máy sấy nè, rồi tủ lạnh. Phía trên thì có ấm siêu tốc, ly tách, nước uống, có trà cà phê trong phòng luôn nha. Cái này thì miễn phí ha. Ở đây có một cái tủ để mình để đồ, có sẵn cây dù luôn, cũng hợp lý chứ. Cái rổ này là để mình bỏ đồ dơ vô gửi người ta giặt đó mọi người. Đây là cái không gian nhà tắm nè mọi người. Ở cái thiết kế phía bên ngoài nhìn nó giống Hy Lạp á. Đây là khu vực bồn rửa mặt nè. Cái này mở đèn được nha. Đó, sáng sủa luôn. Ở đây mình thấy có chuẩn bị nước rửa tay nè. Bên này thì sẽ có bàn chải đánh răng, lược. Hướng trong này là phòng tắm. Ồ, phòng tắm rộng rãi quá vậy. Có cái vòng cầu nó tròn ngẫm như cái trứng hồng dịch nha mọi người. Mà sao cái giờ xịt của nó thấp dữ vậy? Tuốt dưới này nè. Khách sạn cũng có trang bị sẵn khăn cho mình nè. Khăn tắm nè, khăn lớn, khăn nhỏ. Có sữa tắm nè, dầu gội đầu luôn. Khách sạn mới á, nên mọi thứ còn rất là mới và sạch sẽ nha mọi người. Nhìn chung thì cái phòng này với cái giá là 550 cho một đêm á, mình thấy khá là ok luôn á. Vừa ngay trung tâm, đối diện biển nè. Phòng thì rộng rãi, sạch sẽ. Mình sẽ để đường link đặt phòng ở dưới phần mô tả, mọi người có thể bấm vào để đặt phòng nha. Nhưng mà cố gắng đặt sớm, mình thấy khách sạn này mau hết phòng lắm á. Bữa nay đi mình có đem theo cái máy dò camera ẩn nè mọi người. Nên mình mới mua luôn của Urin, để mình kiểm tra thử xem một cái phòng này có điều gì bất ngờ không nha. Trước hết là mình cần bật cái máy này lên đã. Đây, nó sẽ đỏ lên như thế này. Và việc của mình là mình sẽ để nó vào mắt á mọi người. Để vào mắt như thế này để soi những cái chỗ nào có camera không ha. Bây giờ mình sẽ dùng camera này, mình bỏ vô trong camera này nha. Và mình sẽ tắt hết đèn thì nó mới có hiệu quả nha mọi người. Mình sẽ dò từ từ. Ở đây có một cái công tắc điện chứ không phải camera. Bây giờ mình sẽ bấm tắt cái công tắc điện này đi xem nó còn bị đỏ không ha. Rồi, ok rồi, không vấn đề gì. Mình sẽ đi dò tiếp những cái chỗ khác, ví dụ như trần nhà nè. Không có nha mọi người, chỗ nào mà thấy nó đỏ đỏ lên á là nó có vấn đề nha. Không có. Ngang với lại giường của mình thì thường sẽ là nơi có thể đặt camera nè, nhưng mà ở đây cũng không có luôn. Mình dùng mấy cái ngóc ngách. Đây chừng. Ok hết rồi mọi người ơi, không có vấn đề gì ha. Trường hợp mà ở trong ổ điện hay là bất cứ chỗ nào mà có camera ẩn á
thì mình sẽ thấy nó đỏ lên giống như cái công tắc điện lúc nãy. Sau vụ cái bạn nghệ sĩ bị quay phim lén á, thì mình nghĩ là nên trang bị một cái này, nhất là những ai mà hay đi du lịch. Bản thân mình cũng cảm thấy nó rất là nguy hiểm á, nên là mình phải trang bị nè mọi người. Cái này cũng nhỏ gọn, mình có thể bỏ vô chìa khóa hay là bỏ vô trong cặp rất là dễ dàng, mỗi lần xài mình lấy ra thôi. Và nó sạc là sạc theo cọng taxi ha. Cách thức hoạt động cũng dễ nữa. Nên mà mọi người nếu mà có đi du lịch thường xuyên thì nên mua một cái ha. Mình cũng sẽ để đường link mua cái này ở dưới phần mô tả, mọi người có thể bấm vào để tham khảo nha. Tối nay thì mình sẽ đi ăn lẩu nha mọi người, nhưng không phải là lẩu cá đuối đâu, cũng không phải là lẩu ghẹ. Một món lẩu mọi người sẽ khá là bất ngờ á. Bây giờ mình để tới quán rồi mình sẽ review cho mọi người biết tối nay mình sẽ ăn lẩu gì nha. Tối nay mình sẽ đi ăn lẩu cá khoai nha mọi người. Ở đây là quán Hoài Thu, rất là lâu đời ở Vũng Tàu rồi. Bây giờ mình sẽ vào ăn lẩu thôi. Bây giờ cũng là 8 giờ rưỡi rồi đó, khá là trễ rồi. Quán này thường sẽ đông vào khoảng tầm 7 giờ. Bây giờ này là mình thấy nó thoải mái hơn, không gian quán rất là rộng rãi ha. Đây là menu quán nha mọi người. Lẩu cá khoai là 270, có kèo 300 ha. Này giá đây mình quay cho mọi người xem. Thì cái quán này không có nằm ở ngoài trục đường chính đâu mọi người, mà nằm ở khu dân cư, nên đa phần là người ta ăn ở đây này là người của người Vũng Tàu không mà mọi người. Khách du lịch cũng có đó, mà ai mà rành Vũng Tàu thì mới đi ăn quán này. Đa phần mọi người đi Vũng Tàu thì lại ăn lẩu cá đuối nhiều, thì mình cũng có ăn lẩu cá đuối luôn, nhưng mà lâu lắm rồi chưa có ăn lẩu cá khoai, nên là bữa nay quyết định quay trở lại đây ăn rồi review cho mọi người luôn. Đây là nồi lẩu của mình ha, khi mà vô là quán sẽ bưng cái nồi lẩu ra trước luôn, để tranh thủ nấu cho nó sôi á, rồi sẽ đem những cái món khác ra sau. Trong nồi lẩu này thì sẽ có hành lá nè, cà chua nè, rồi mình thấy đây giống như là một ít lá giang mọi người. Mọi người nhìn cái nồi lẩu này quen không, nhìn giống không? Canh cà chua trứng đó, nhưng mà ở đây không có trứng, ở đây mình sẽ thay trứng bằng cá ha. Ăn kèm với lẩu thì chắc chắn không thể thiếu một dĩa cá khoai rồi, cá khoai tươi ngon luôn, nhìn nó mơn mởn luôn mọi người. Cái món này thì có thì là nè, nếu mà mình không thích ăn thì là thì mình bỏ ít ít thôi. Dĩa ớt với lại tỏi mọi người, nguyên một thố rau to đùng luôn ha. Và sẽ ăn kèm với bún tươi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cá vô nha. Nhìn hấp dẫn á mọi người, lâu quá không ăn cái thèm ghê luôn á. Bây giờ đợi cho nó sôi hen. Rồi nhìn con cá nè. Rồi lẩu sôi rồi. Bây giờ múc tỏi vô chén thôi mọi người. Thấy con cá khoai nó trắng ghê ha. Trong lẩu sẽ có một ít thịt bằm nữa nha. Nếu mà ai thích ăn mực thì có thể gọi thêm mực để nhúng với lẩu. Rồi, cái chén của mình này chất lượng quá nè. Ba khứa cá luôn á. Cái này mình cho thêm miếng nước mắm ớt nữa vô mọi người. Tỏi nữa, cho nó thơm, hấp cái miếng nước lẩu. Bỏ miếng nước mắm vô, ngon quá. Cái vị nước lẩu nó sẽ chua chua, cái vị của cà chua nha. Nó sẽ hơi ngọt thanh thôi, chứ không có đậm đà. Mình thích ăn đậm đà thì mình bỏ nước mắm vô. Ngoài ra nó còn có vị chua chua của lá giang nữa. Thử qua một miếng cá. Cá nó mềm mà nó thơm mùi khoai sọ mọi người. Không biết mọi người ăn cái cá này mọi người có nghe cái mùi khoai sọ không, chứ mà mình ăn vô mình nghe mùi khoai sọ lắm luôn á. Ai mà ăn cá khoai nghe cái mùi khoai sọ giống mình thì comment cho mình biết nha. Rau mầm, rau rất là giòn ngọt luôn á, kiểu như rau tươi á mọi người, ăn giòn lắm luôn á. Cái này chắc là mình chỉ cần nhúng vô là mình ăn được liền luôn, không có cần để quá lâu đâu. Mọi người đi Vũng Tàu thường xuyên á mà ngán mấy cái lẩu kia rồi thì có thể thử qua cái lẩu cá khoai ở đây nha. Hiện tại thì mình đang ở chợ Xóm Lưới, và hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách nho nhỏ, đó là cầm 500.000 vào chợ Xóm Lưới, cái chợ hải sản nổi tiếng nhất Vũng Tàu, để mua hải sản nha mọi người. Mình sẽ cầm 500.000 vào đưa cho mấy cô bán gì thì mình ăn đó nha. Đây phía trước mặt mình là chợ Xóm Lưới đây rồi, đường Nguyễn Công Trứ. Mình sẽ kiếm một cái sạp nào á mà có bán hải sản và chế biến luôn ha. Bữa nay là thứ bảy sẽ rất là đông đúc á. Lâu lắm rồi mình không có đi chợ Xóm Lưới luôn á mọi người. Chợ Xóm Lưới là chợ nổi tiếng nhất Vũng Tàu rồi, và hầu hết khách du lịch đều đi mua hải sản ở đây. Ở đây thì có đầy đủ những cái món hải sản luôn, từ tôm, cá, ghẹ, mực, sò, ốc các loại ha. Rất là nhiều thứ. Bây giờ mình sẽ kiếm cái chỗ nào mà có chế biến luôn mọi người. Anh mình đi một vòng đi. Wow, cá bự gì hả? Cá đúng bự luôn. Đây là tôm. Nhiều thứ lắm mọi người ơi. Qua wow, lâu mà mới đi lại á, thấy
ở đây đông đúc thiệt sự luôn á, mà nhiều càng ngày càng nhiều sạp, mà sạp nào cũng hoành tráng hết á. Cái chỗ này là có chế biến luôn nè, đây ghẹ nè mọi người, bên kia thì có mực, ốc, hàu, đây ốc nữa nè. Ơi bên đây cũng có chế biến nữa, nhiều sạp quá à, mình đi một vòng đi. Ở đây có cua ha, đây có bán cái đồ khô nữa nè, cá, chỗ cá thì to không mà. Nhiều sạp quá, không biết sạp nào mà mình thấy hầu hết các sạp ở đây đều có nhận chế biến hết mọi người. Chế biến giùm luôn hết nha. Và chế biến thì có sẽ có phí á. Ở đây có chế biến sẵn giống Cần Giờ nè mọi người. Ở đây cá nướng ha. Thì bên đây cũng rất là nhiều nè. Cái sạp ở đây rất là to luôn á, sạp Nhân Hậu. Mình nhớ hồi xưa mình có mua ở đây. Đây, cua cá rất là to luôn á mọi người. Đây là hàu sữa, 100k là 3kg. Ở bên đây giống như cái nhà lồng vậy đó mọi người. Tập trung rất là nhiều người bán trong này. Này tôm hùm rất là nhiều loại ha, ghẹ, mực. Ở trong đây mát mẻ hơn ở ngoài kia nhiều luôn á. Ở trong đây là tổng hợp rất là nhiều sạp, giống như là một cái nhà lồng nhỏ vậy đó mọi người. À, quá trời sạp luôn, không biết nên mua sạp nào. Trong này thì mình thấy là có chế biến luôn, trong này đều có chế biến hết nha mọi người. Rồi. Cá nè, mấy cái sạp ở đây thì chắc là họ sẽ gửi mấy cái chỗ khác chế biến. Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm một cái sạp để nhờ chị đó lấy hải sản cho mình ha, trong vòng 500k thôi. Rồi đây là cái sạp Thùy Dương mọi người, mình sẽ nhờ anh chủ, anh sẽ lựa cho mình. Bây giờ em đưa cho anh 500k là anh lựa cho em, và luôn công chế biến là anh cho gì để em ăn đó nha. Rồi ok anh, hai người ha, là em anh cho ăn mỗi thứ ít 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 cũng được. Dạ không có cần thiết là dồn vô một cái đâu, 500.000 là luôn công chế biến nha. Ok anh, thì ở trong đây là ảnh có ghẹ nè mọi người, bên kia có tôm ha, bên đây là các loại ốc, bên này là có ốc, cua, ghẹ, sò đủ thứ. Bên này thì có mực, bạch tuộc với lại tôm ướp đá rồi. Bây giờ thì mình sẽ đợi xem anh chủ sẽ cho mình ăn gì nha. Đó, cái hàng này thì rất là nhiều thứ ha. Bây giờ lựa cho em ha anh. Dễ hấp hả? Nhỏ vậy luôn hả? Ngon, ngon, ghẹ cốm. Ghẹ cốm hả? Lựa đồ ăn. Dạ, đầu tiên là thấy có món ghẹ đây nè mọi người. Mình sẽ lựa đồ ngon cho mình luôn nha. Để xem là với 500 ngàn thì mình sẽ được ăn những món gì. Thì mình có hai người nha mọi người, thì ảnh sẽ lấy những cái món ở đây cho đủ hai người ăn, mọi thứ một ít gì đó sẽ lựa cho mình. Cái gì cũng được, cho gì ăn đó. Xong rồi nè. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm một chỗ để thưởng thức cái món này đây. Cái thùng này nó lại phát huy tác dụng rồi mọi người. Khi mà mình đi mua hải sản á, hay là mấy cái đồ có mùi á, nó sẽ ám mùi trong xe đúng không? Mình có chỗ để luôn, mình bỏ vô đây thôi. Mình sẽ cài lại cho nó kín lại, nó không có bị ấm mùi trong xe ha. Rồi đây là cái view mình ngồi ăn hải sản nè mọi người, ngay biển luôn nha. Ở đây là bãi dâu ha, đây là một quán cà phê. Thì mình sẽ gọi nước, với lại nếu mà mình đem hải sản á thì người ta sẽ tính phụ thu một hộp là 20.000 nha. Đây có chỗ đậu xe hơi luôn ngay tại đây ha, rất là rộng rãi. Và cái phần hải sản của mình đây nè, để mình chiếu cho mọi người xem. Ở đây là ghẹ nha, con thì nó nhỏ thôi, nhưng mà nhiều, nãy mình có hỏi ảnh sao lấy nhỏ quá thì ảnh nói là nhỏ mà nó chắc nha mọi người. Một xíu mình ăn thử xem như thế nào. Ở đây là mực hấp gừng nè, nhiều á. Còn bên đây là ốc hương cũng hấp xả. Bây giờ mình thử thức mực trước nha. Mực giòn ngọt, khá là tươi nha mọi người. Chắc chắn là nó sẽ không như là mực sống rồi, nhưng mà với mình thì mình thấy như vậy là tươi rồi đó mọi người. Ok nha, mà hấp gừng, người ta cho gừng nhiều hấp rất là thơm. Cái mực này là mực trứng nha mọi người, hay là trứng đó.
ngọt lắm. Này là ốc hương ha. Ốc hương là đồ sống nha mọi người. Mình chấm với lại cái muối đi. Giòn ngọt lắm luôn á, tươi ngon. Bây giờ mình sẽ bóc con ghẹ này đây. Cái gạch ở đây nè, quên mình chú ý vô cái mai ghẹ mà mình quên mất là cái phần gạch nó nằm trên đây hết rồi. Rồi mình bẻ đôi ra nha. Wow, thịt quá trời luôn á. Ê, chắc lắm luôn á. Ngon nha, ngon nha. Rồi, ăn cái gạch này nha mọi người. Béo luôn á, mà gạch nó dày, ngon. Nghĩa là ghẹ càng nhỏ thì nó sẽ càng chắc. Nãy là có con nhỏ hơn nữa. Mà mình có thắc mắc là sao anh lấy nhỏ quá thì anh đổi qua một cái size lớn hơn. Mà size lớn hơn thì cũng được quá trời luôn nè. Nãy giờ là 2, 4, 6, 8, cũng gần chục con mọi người. Cái kiểu này chắc có cháu ghẹ ăn nữa rồi đó. Nhiều thịt lắm luôn á. Nó chắc nụi luôn á, mà nó ngọt nữa. Ngon. Anh này bán ghẹ uy tín nha. Nãy mình có để cái tên của cửa hàng rồi. Mọi người có đi chợ Xóm Núi thì có thể ghé qua. Còn cái phần ăn của mình bữa nay là tổng hết 500 nghìn á. Mọi người thấy rẻ hay mắc, comment cho mình biết nha. Bây giờ thì mình sẽ ăn hết bữa hải sản này đây. Xong sau đó mình sẽ quay về lại Sài Gòn. Thì video của mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Mong là trong video này mọi người lại có thêm những cái địa điểm mới để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của mình nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha.